Xin chào các bạn. Hôm nay hãy làm video này để chia sẻ với các bạn về cái thành phố San Gabriel này. Thì hãy muốn nói cho các bạn biết về bất động sản hay là nhà cửa ở thành phố này rất là đắt bây giờ. Và tuy là mình đang ở trong mùa dịch coronavirus, nhưng mà giá nhà đồn dậy thì không thấy ảnh hưởng bây giờ. Chỉ có cái mà thấy ảnh hưởng là tiền lời bây giờ rất là tốt các bạn. Nếu các bạn có bị tiền lời cao á, thì các bạn có thể refinance, làm cái tiền lời mình thấp xuống. Thì theo Hải biết bây giờ á, là 30 năm á, thì cỡ 2.75 mà các bạn. Và nếu mà các bạn đi 15 năm á, thì có cỡ 2.5 thôi. Thì hãy nghĩ ước lượng cỡ đó nếu các bạn có điểm tín dụng tốt và các bạn có income tốt. Thì các bạn có thể refinance dễ dàng các bạn. Thì đây là cũng là một cơ hội hiếm. Nếu mà các bạn có bị tiền lời cao thì nên refinance nha. Đây là cái lời nhắc nhở cho các bạn biết bây giờ. Bên tay trái của các bạn á, thì cửa hàng này chuyên gia bán những cái đồng hồ đắt tiền giống như Rolex hay là mấy cái hộp quẹt Zippo rồi nhảy á, là các bạn có thể vô đó để mua. Chuyên gia bán những đồ đắt tiền á. Còn ở đây á, là cái chợ Hawaii Supermarket. Từ ngày Hải qua Mỹ tới giờ là trên 30 năm rồi á, thì cái chợ này đã có ở đây rồi. Thì cái chợ này có thể là gọi là bự nhất ở khu này đó. Và các bạn đi chợ ở đây thì rất là đông. Cho nên có lúc đi chợ này á, thì tìm chỗ đậu xe rất là khó. Đó, thì nhiều người rất là chuộng cái chợ này. Thì cái chợ này các bạn vô thì có đầy đủ lắm. Các bạn không có cần phải sợ thiếu gì hết cả ha. Thành phố này đa số là người Hoa. Nhưng người Việt mình ở đây cũng rất nhiều các bạn. Thì nhà cửa ở đây á, thì nó rất đắt các bạn ha. Thì những cái nhà mà các bạn thấy nó bình thường thôi, nếu mà các bạn muốn mua ở đây cũng phải là 600 ngàn. Thì cỡ 12 tỷ các bạn. Mà các bạn có thể mua như vậy xong rồi các bạn về các bạn phải sửa nhiều rồi mà các bạn mới ở được. Trước mặt các bạn đây là con đường Valley. Con đường này là con đường chính của cái thành phố này đó các bạn. Đa số những làm ăn lớn hay là các bạn muốn mở nhà hàng đồ nhảy á, thì trên đường này á, thì nhờ tiền mướn đồ nhảy rất là đắt các bạn. Đây là khách sạn Sheraton á, là khách sạn 5 sao các bạn ha. Đó thì các bạn cũng thấy á, là nhiều cái đầu tư cũng đang xây trên cái con đường này. Con đường này nó cũng nhỏ thôi các bạn. Mỗi bên chỉ có 2 lane thôi ha. Và nó cũng có nhiều nhà hàng Việt Nam lắm các bạn ha. Ở đây giống như là cơm tấm Thuận Kiều nè. Rồi có phở phi lê. Rồi có phở pastor. Rất là nhiều nhà hàng Việt Nam luôn các bạn. Ở đây có chỗ chuyển tiền về Việt Nam của Kim Phú nè các bạn. Chỗ này gửi tiền rất là mau. Nếu các bạn cần có thể tới đây để mà gửi hàng về Việt Nam cũng được nữa. Đó, các bạn thấy không? Hàng hóa các bạn gửi về Việt Nam tới đem tới đây rồi họ có thể bỏ vô họ thùng cho các bạn rồi họ sẽ gửi dùm cho các bạn luôn ha. Đó, thì khu này cũng rất là nhiều người Việt của mình ở các bạn. Đây hãy cho các bạn xem những cái nhà vòng vòng cái khu này ha. Nếu mà cái nhà mà coi được như thế này á, ít nhất cũng phải là 800 ngàn các bạn. Thì cũng phải cỡ 16 tỷ á. Mấy căn này thấy có thể lên bạc triệu á. Những cái căn này á là nó mới xây sau này thôi. Nhưng mà đa số những cái nhà ở dòng khu này á, thì nhà rất cũ như thế này nè các bạn. Tuy nó cũ như vậy á, nhưng mà nó rất có giá. Tại vì nó nằm trong cái khu rất là tiện lợi. Các bạn ăn uống nè, các bạn đi chợ rồi vậy nè, hay là trường học rồi vậy á, thì nó rất gần. Cho nên nhiều người rất là thích ở khu này. Nhất là người châu Á mình. Tại vì thích tiện lợi như vậy, tự có thể đi bộ ra làm những cái điều đó được. Cho nên nhà ở đây á, nó rất đắt. Các bạn thấy nhà nó rất là cũ mà nó cũng đâu có lớn đâu đúng không? Thì nếu mà các bạn cầm với số tiền này, thí dụ như là 500 ngàn thôi, các bạn có thể qua tiểu bang Florida hay Texas đồ nhảy á,
hay North Carolina thì các bạn có thể mua cái nhà rất là lớn các bạn. Có thể 3-4 ngàn square feet với lại 500 ngàn của các bạn. Còn ở bên đây thì rất là khó các bạn ha. Đó, các bạn thấy những cái đầu tư đang xây bây giờ chưa xong á. Trước mặt các bạn ở đây á là cái khách sạn Hilton ha. Thì cái khách sạn này nhiều người muốn mở tiệc đám cưới rồi vậy, họ cũng có làm ở đây. Thì ở trong rất là đẹp và rất là sang trọng các bạn. Thì nếu các bạn nào thích làm đám cưới mà cho hoành tráng á, thì các bạn có thể làm ở trong đây á. Đó, thì cho các bạn vô xem cái khu shopping mall này ha. Thì đa số là mình phải đậu xe dưới hầm các bạn. Tại vì nó không có đủ đất á, cho nên nó phải xây dưới hầm thôi. Khu này á, thì đất nó không có được nhiều lắm. Không có rộng rãi giống như là quận Cam. Và đa số là người Việt Nam ở dưới quận Cam nhiều lắm. Thì dưới đó nó rộng rãi hơn. Các bạn thấy vòng vòng đây thì đa số là những cái nhà hàng của người Hoa. Ở bên đây thì cũng rất là nhiều nhà hàng ở trong đây. Ở trong đây họ có bán lẩu nè, lẩu Mông Cổ nè. Trước mặt các bạn đây là cái chỗ bán bô bà nè, cũng nhiều người thích bô bà ở đây nữa. Và ở đây có Samwoo là cái chỗ mà bán thịt heo quay nè, thịt vịt quay đồ nhảy của người Trung Hoa các bạn. Đó, đây là một trong những cái mò lớn của khu này đó. Tuy là rất là nhiều người Hoa ở đây, nhưng mà các bạn vô mua đồ thì cũng có rất là nhiều người Việt có thể giúp cho mình. Thì đa số người Hoa họ cũng nói được tiếng Việt á, cho nên rất là nhiều người Việt mình cũng thích ở khu này các bạn. Thì thật là người ta nói là ở đâu quen đó đó các bạn á. Trước mặt các bạn đây là một cái nhà hàng lớn. Thì cũng nhiều người bạn của Hải cũng làm đám cưới ở đây qua. Thì cái nhà hàng này cũng đẹp lắm. Thì hôm nay Hải muốn chia sẻ với các bạn về những cái bất động sản ở khu San Gabriel này. Và cho các bạn biết thêm về cái thành phố này ha. Nếu các bạn thích video này, làm ơn like, share và subscribe giùm Hải nha. Hãy cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin hẹn các bạn lại những video tới nha. Bye bye các bạn ha.